Các bạn, hôm nay chúng ta đến với một cái ca phải sửa lại. Ca này trước đây á là khách hàng đã mổ hai lần. Lần thứ nhất á là người ta đi đường bong bóng bay, có nghĩa là cái sẹo các bạn thấy ở đây. Tuy nhiên cái đoạn dài này thì cũng chưa đúng kỹ thuật lắm. Sau đó cái vấn đề của khách hàng á là mặc cái áo ngực vô á thì nó vẫn lòi cái, tức là áo ngực nó ôm như vậy, nó vẫn lòi cái đầu ngực ra, kéo cách nào cũng không được hết trơn. Cho nên lần thứ hai á, là người ta điều chỉnh thêm cái sẹo này để đẩy cái đầu ngực của quần ngực xuống, nằm gọn trong cái phần của cái áo lót. Tuy nhiên với cái sẹo này cũng như với cái độ xa trễ và phình như thế này thì khách hàng vẫn chưa có hài lòng, và đó là lý do chúng ta cần phải chỉnh lại. Như vậy trong cái kỹ thuật chỉnh lần này á, bao gồm điều chỉnh cái khe cho nó sát trở lại, giải quyết cái phần sẹo này đi. Cái phần sẹo ở phía dưới đây thì sẽ theo một cái phương án là tôi sẽ mày nó lên như thế này, để vừa kéo cái chân này xuống, vừa kéo cái chân này xuống, vừa làm cho cái sẹo này mất đi chứ không có dài ra nữa. Tuy nhiên cái phần sẹo hướng 12 giờ, tức là phần sẹo chỗ này, thì chúng ta cần đánh giá lại sau tháng thứ 8. Bởi vì lúc này á, cái sẹo này nó sẽ cho chúng ta biết là toàn bộ cái yêu cầu mà cái đầu ngực và quần ngực này nằm trong cái áo lót nó đã được trọn vẹn chưa. Thì giai đoạn 8 tháng là giai đoạn mà cái sẹo tương đối phía trong nó lành lặn hết rồi thì chúng ta mới xử lý. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà về mặt kỹ thuật phải sửa chữa lại khá là nhiều. Cho nên khi tư vấn đưa cái ca này lên để các bạn thấy rằng khi tư vấn với những trường hợp tuyến vú xa trễ giải quyết bằng cái đường bong bóng bay thì tuyệt đối không được vượt quá cái ranh giới của cái nếp dưới bầu ngực này. Khi mà vượt quá như vậy á là cái kỹ thuật về sau chỉnh sẽ rất là khó, và đồng thời cái đường mà mổ nó kéo dài vượt quá như vậy đó, nó làm cho các bạn không thể nào bạn che được cái đầu ngực ở đây cả. Hẹn gặp lại các bạn cái kết quả này sau tuần thứ 4 nhé.